doesn't make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know at all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Ooh, want the good and the bad, everything in between. Spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn the sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông nhường nào,
và chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Con thuyền, biển cả và bờ cát sẽ mãi là hình tượng của những người đang yêu nhau. Có rất nhiều những ca khúc được viết ra để ca ngợi về tình yêu và hạnh phúc. Họ đã đến bên nhau, họ đã trao cho nhau nguyện ước của cuộc đời và những dự định của tương lai. Và ngày hôm nay, chúng ta, những kiều bào, những người bạn tại Cộng hòa Séc đã đến đây để chứng kiến và chúc mừng cho lễ báo hỷ của Quang Cường và Mai Anh. Không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ, cho phép Văn Thắng xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng hướng về phía cổng hoa của hôn trường, cùng nổ những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón chú rể Quang Cường và cô dâu Mai Anh. Vỗ tay lớn hơn nữa đi quý vị ơi. Đang tiến vào hôn trường, tiến lên sân khấu của hạnh phúc đêm nay là chú rể Quang Cường và cô dâu xinh đẹp Nết Na Mai Anh trong lễ báo hỷ trước sự chào đón nồng nhiệt từ phía tất cả các vị khách quý đến tham dự hôn lễ hôm nay. Kính thưa tất cả các vị khách quý, hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa, một ngày tuyệt đẹp, ngày 13 tháng 10 năm 2019, ngày diễn ra lễ báo hỷ của chú rể Quang Cường và cô dâu Mai Anh. Ban tổ chức cùng đôi bên gia đình, cô dâu và chú rể xin được gửi lời chào hân hoan nồng nhiệt đến tất cả các vị khách quý từ khắp mọi nơi trên Cộng hòa Séc và các nước châu Âu đã hội tụ về Đông Đô Praha hôm nay để chúng ta cùng chung vui, chứng kiến và chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho Quang Cường và Mai Anh trong lễ báo hỷ. Xin gửi tới tất cả các vị khách quý lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Chúc cho toàn thể quý vị và gia đình sức khỏe luôn dồi dào, an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Kính thưa tất cả các vị khách quý, có lẽ chúng ta đã biết chàng trai tài hoa Quang Cường và cô gái xinh đẹp Nết Na Mai Anh đã đến bên nhau. Trải qua những năm tháng tìm hiểu, trải qua những đêm dài trăn trở thao thức cùng trăm nhớ ngàn thương, Quang Cường mà Mai Anh đã nguyện nắm tay nhau đi mãi trên con đường tương lai hạnh phúc mới. Có lẽ nhiều người, nhiều quý vị đã biết và cũng nhiều quý vị ngày hôm nay mới biết, bởi vì cách đây vài tháng, ngày 25 tháng 5 năm 2019, tại quê hương Vĩnh Phúc, Việt Nam, một lễ cưới rất đẹp và long trọng đã diễn ra tại quê nhà. Có sự chào đón và ủng hộ rất nồng nhiệt từ người thân của đôi bên gia tộc và các vị khách quý đến rất đông đủ để chúc mừng cho hạnh phúc của Quang Cường và Mai Anh trong lễ cưới vào ngày 25 tháng 5 năm 2019. Và ngày hôm nay, cách nửa vòng trái đất, giữa lòng châu Âu, thủ đô Praha xinh đẹp của Cộng hòa Séc, thì lễ báo hỷ của Quang Cường và Mai Anh đã được diễn ra tại Đông Đô Praha trước sự chứng kiến của tất cả các vị khách quý và kiều bào Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Tất cả chúng ta một lần nữa chúc cho Quang Cường và Mai Anh sắc cầm thảo hiệp, mãi mãi bên nhau và luôn ngập tràn hạnh phúc. Rất tuyệt vời phải không ạ? Kính thưa quý vị, nếu như mà hôn lễ được diễn ra cách đây vài tháng, từ tháng 5 tại quê hương Việt Nam, đã có cha mẹ của chú rể, cha mẹ của cô dâu, các cụ công, các bà đôi bên gia tộc ở Việt Nam có mặt rất đông đủ, thì ngày hôm nay tại Cộng hòa Séc có rất nhiều người thân của gia đình cũng đã có mặt tại đây. Các cô chú, cậu mợ, ruột thịt trong gia đình cũng đã có mặt ở đây và sẽ lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị trong lễ báo hỷ hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón cô chú Thái Hùng. Xin trân trọng kính mời cô chú lên sân khấu. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu cô chú Năm Phương. Xin một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Và cuối cùng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu cô chú Sơn Hải.
Kính thưa tất cả các vị khách quý, trong khi mà lễ báo hỷ của chúng ta được diễn ra long trọng tại Praha, Cộng hòa Séc, thì lúc này ở trên quê hương Việt Nam, người thân và đặc biệt là cha mẹ của cô dâu và chú rể cũng đang theo dõi lễ báo hỷ hôm nay từng giây, từng phút trong lễ báo hỷ thật đẹp này. Và cha mẹ của chú rể từ quê hương Việt Nam là ông Tạ Quang Giảng và bà Nguyễn Thị Giới, cùng với thân phụ và thân mẫu của cô dâu là ông Nguyễn Xuân Trung và bà Phạm Thị Xuyến, vì điều kiện đường xá xa xôi không thể kịp sang Cộng hòa Séc để tham dự lễ báo hỷ của hai con được. Vậy nên thông qua ban tổ chức của chúng tôi xin gửi tới tất cả các vị khách quý, các bạn hữu, bạn của cô dâu chú rể và toàn thể kiều bào tại Cộng hòa Séc lời cảm ơn chân thành và chúc cho hai con mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Kính thưa toàn thể quý vị, và bây giờ trên sân khấu lúc này là cô dâu và chú rể đang tay trong tay, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, và các cô chú người thân của đôi bên gia đình đang ra mắt toàn thể quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời tri ân, phát biểu, cảm xúc của đại diện gia đình trong lễ báo hỷ. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị lời phát biểu của chú Ngô Văn Năm. Xin trân trọng kính mời ạ. Thưa cô bác, thưa các anh, các chị, thưa toàn thể hội hôn, hôm nay gia đình chúng tôi làm lễ báo hỷ cho cháu Quang Cường và cháu Minh Anh tại nhà hàng Đông Đô. Thay mặt gia đình, xin chân thành cảm ơn cô bác, các anh, các chị cùng toàn thể hội hôn. Xin cảm ơn cô bác, các anh, các chị đã không quản ngại đường xá xa xôi, bớt chút thời gian vàng ngọc về đây để dự bữa cơm thân mật mừng hạnh phúc cho hai cháu chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn gia đình, xin cảm ơn nhà hàng Đông Đô, ban nhạc và MC đã tạo nên cái bầu không khí thật đầm ấm và làm nên cái buổi vui liên hoan cho các cháu chúng tôi được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Chúc toàn thể hội hôn. Xin trân trọng cảm ơn chú Năm đã vừa đại diện cho gia đình để thuyết chuyện và cảm tạ tất cả các vị khách quý. Bởi vì có nhiều gia đình đã ở những nơi rất xa xôi, nhưng bằng tình cảm yêu thương, sự ấm áp và nồng nàn, ngày hôm nay đến đây để chứng kiến và chúc mừng hạnh phúc trong lễ báo hỷ của Quang Cường và Mai Anh. Bây giờ thì cho phép Văn Thắng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị ở phía dưới, chúng ta có thể rót rượu tràn ly để chuẩn bị nâng cốc chúc mừng cho hạnh phúc của Quang Cường và Mai Anh cũng như là niềm vui của gia đình được không ạ? Bây giờ thì xin mời chú rể Quang Cường sẽ mời rượu các cô các chú ở trên sân khấu trong ngày lễ báo hỷ hôm nay của mình. Xin mời Quang Cường. Ở phía dưới cho phép Văn Thắng xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta có thể rót rượu tràn ly để chuẩn bị nâng cốc chúc mừng hạnh phúc của Quang Cường và Mai Anh ạ. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa tất cả các vị khách quý, bây giờ ở trên sân khấu của chúng ta là chú rể Quang Cường, cô dâu Mai Anh với ly rượu nồng thắm cùng với người thân của gia đình muốn được nâng ly để cảm tạ những tình cảm tốt đẹp mà quý vị đến đây để chúc phúc cho Quang Cường và Mai Anh. Và tất cả chúng ta sẽ cùng nâng ly để chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương và niềm vui của gia đình được không ạ? Xin mời quý vị, chúng ta có thể giơ cao ly lên được không? Nào, bắt đầu nhá. 1, 2, 3, xin chúc mừng. Xin mời quý vị, chúng ta có thể uống ly rượu mừng trong ngày lễ báo hỷ, và xin mời các cô chú cũng như là cô dâu và chú rể sẽ cùng ly trong ngày rất vui của mình. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều và cảm ơn các cô, các chú là những người đã thay mặt cho cha mẹ của cô dâu cũng như là chú rể trong phần chính lễ hôm nay để ra mắt và báo cáo với toàn thể quý vị cho một gia đình và hạnh phúc mới tại Cộng hòa Séc. Đó là mái ấm hạnh phúc của gia đình Quang Cường và Mai Anh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô chú Thái Hoàng, cô chú Nam Phương
và cô chú Sơn Hải đã lên sân khấu trong phần chính lễ hôm nay. Xin cảm ơn và xin mời các cô chú có thể xuống phía dưới để dự tiệc cùng các vị khách quý. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho người thân của gia đình. Kính thưa quý vị, ở trên sân khấu lúc này của chúng ta là chú rể Quang Cường và cô dâu Mai Anh. Kính thưa quý vị, kể từ khi hôn lễ được diễn ra vào ngày hôm nay, sau vài tháng thì lễ báo hỷ được diễn ra long trọng tại Praha, Cộng hòa Séc. Lúc này thì Quang Cường và Mai Anh muốn được nói chuyện với quý vị rất nhiều, muốn được cảm tạ quý vị rất nhiều bởi vì những nguồn cảm xúc và niềm vui đang dâng trào bất tận. Nhưng mà không sao, một lát nữa thì đôi Huy Đương sẽ đến tận nơi, đến từng bàn để cảm tạ tất cả quý vị và được đón nhận những lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ phía quý vị. Còn bây giờ thì xin mời Quang Cường và Mai Anh sẽ cùng làm lễ khai diều tháp ly sâm banh hạnh phúc mở đầu cho tiệc báo hỷ ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. 'Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. 'Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone. Vâng, kính thưa tất cả các vị khách quý. Vậy là Quang Cường và Mai Anh đã vừa chính thức khai diều tháp ly sâm banh hạnh phúc để mở đầu cho dạ tiệc cưới của lễ báo hỷ hôm nay. Xin được thay lời của cô dâu và chú rể, thay lời của người thân đôi bên gia đình, xin được chúc cho tất cả quý vị có một đêm dạ tiệc cưới hôm nay thật vui vẻ, ngon miệng và ngập tràn hạnh phúc. Xin cảm ơn. Bây giờ thì cô dâu chú rể sẽ cùng tay trong tay để cắt chiếc bánh cưới ngọt ngào trong ngày lễ báo hỷ nha. Bây giờ xin mời Quang Cường và Mai Anh sẽ ra phía giữa sân khấu đây. Xin mời nhạc công cho nhỏ một chút ạ. Vâng, quý vị ơi, hôm nay là ngày lễ báo hỷ tại Cộng hòa Séc của Quang Cường và Mai Anh. Sự nồng nàn và tình cảm yêu thương của quý vị thì chúng ta không nói rồi, bởi vì chúng ta đã đến đây để chứng kiến và chúc mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Nhưng mà thưa quý vị, có một điều mà Văn Thắng phải hỏi ngay với quý vị. Hôm nay cô dâu có xinh đẹp không? Cô dâu xinh đẹp hơn nữa, bởi vì là cách đây tháng 5 năm 2019 một lễ cưới diễn ra, cô dâu rất tuyệt vời, rất xinh đẹp và duyên dáng, nhưng ngày hôm nay cô dâu vẫn xinh như vậy. Thì quý vị thấy có điều gì khác không nào? Có thấy gì không? Thấy cái gì? Anh thấy cái gì? Thấy cô ấy mập hơn. Không giấu với quý vị, bởi vì từ tháng 5 cho đến bây giờ thì đã có một niềm vui rồi. Đây là niềm vui đại hỷ của gia đình của cô dâu và chú rể, và đặc biệt là người cha Quang Cường. Bởi vì ngày hôm nay thì cũng để giới thiệu và báo cáo với quý vị là cô dâu đã có một niềm vui rồi. Đó chính là một quý tử đã hiện hữu ở tại lễ báo hỷ ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho quý tử. Một món quà vô cùng quý giá trong mái nhà hạnh phúc của Quang Cường và Mai Anh. Xin cảm ơn rất nhiều. Đây là niềm vui không chỉ của cô dâu chú rể đâu, mà của tất cả chúng ta, của cả người thân đôi bên gia đình nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì cô dâu và chú rể sẽ chính thức xuống phía dưới
tạm nghỉ khoảng 10 phút trước khi đi mời rượu tất cả các vị khách quý trong hôn lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và một lần nữa xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng xuống bàn tiệc của gia đình. Kính thưa quý vị, Trang Phát Văn Thắng xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị một giọng ca vô cùng cháy bỏng, tiếng hát Anh Quân sẽ đến với chúng ta trong ca khúc Thuyền và Biển. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cổ vũ cho anh Quân. Xin được phép Quân xin gửi tới tất cả quý chị và các bạn ở đây một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chúc quý chị và các bạn có một buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Vâng, và để chương trình anh Quân xin gửi tới ca khúc được mang tên Thuyền và Biển của nhạc sĩ Phan Huy Điều. Xin mời các bạn nghe. Thank you.
tất cả các vị khách quý. Và bây giờ thì Văn Thắng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta bắt đầu dùng thưởng thức những món ăn rất là ngon để đến với phần 2. Thì cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu ngay đến quý vị một tiếng hát vô cùng nồng nàn, giọng ca của chị Bích Hạnh. Xin trân trọng kính mời chị Bích Hạnh. Dạ, để chúc mừng buổi báo hỷ của hai em thì cho em xin gửi tới hội hôn bài hát Đêm Định Mệnh của nhạc sĩ Trương Lê Sơn. Trọn đời ta ôm sâu nhớ, em là ai sâu đêm buồn, ta nào biết em ở đâu, em là ai trên cuộc đời này để tự tư tìm quên sâu cay, em là ai cho ta đợi chờ mong lại thấy em trong cơn say, em là ai phải chăng là thật sao ta cứ mãi đi tìm. Và em là hai kẻ xa lạ, lòng ở đâu một lần là định mệnh, chỉ một lần tình mãi không phai, lòng ở đâu một lần đã trao nhau là trọn đời ta ôm sâu nhớ, em là ai sau đêm định mệnh, ta nào biết em ở đâu, em là ai trên cuộc đời này để tự tư tìm quên sầu cay, em là ai cho ta đợi chờ mong lại thấy em trong cơn say, em là ai phải chăng là thật mà sao ta cứ mãi đi tìm, em là ai sau đêm buồn mình ta nào biết em ở đâu, em là ai trên cuộc đời này để tự tư tìm quên sầu cay, em là ai cho ta đợi chờ mong lại thấy em trong cơn say, em là ai phải chăng là thật mà sao ta cứ mãi đi tìm, em là ai phải chăng là thật mà sao ta cứ Thank you.
Rất lâu rồi hôm nay mới được gặp lại chị Hạnh ở đây, một cô gái thủ đô xinh đẹp. Hôm nay chị lại hát một ca khúc Em Là Ai Mà Sao Ta Cứ Mãi Đi Tìm. Hôm nay chị đi với ai đến đây? Hôm nay chị đi với con gái chị. Con gái của chị hôm nay cũng có mặt ở đây đúng không ạ? Xin được chào nhá. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị Hạnh rất là nhiều đã đến đây và chia sẻ một ca khúc thật tuyệt vời. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa cho chị Hạnh đi ạ. Kính thưa quý vị, nếu như chúng ta vừa đến với giọng ca của chị Bích Hạnh thì ngay bây giờ Văn Thắng xin trân trọng giới thiệu ngay đến quý vị tiếng hát của chị Bích Vân. Hai chị đều là Bích, có nghĩa là hát đều hay, có nghĩa là đều song kiếm hợp Bích. Chị cảm ơn nhé. Chắc là Bích Vân và Bích Hạnh là hai chị em cùng cha khác mẹ hay sao ấy. Còn dài dương, ai lỡ không về
yêu vì cho phép Ngọc Lan ạ. Chính xác là Ngọc Lan chứ phải Ngọc Nan đâu ạ. Cho gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể hội hôn ngày hôm nay. Và để đại diện cho đội bóng Pleasant, xin gửi đến ngày vui của cô dâu chú trẻ Quang Cường và Mai Anh một ca khúc mang tên Nắng Ấm Quê Hương. Xin cả nhà cho một tràng pháo tay to hơn được không ạ? Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Đến quê em một chiều nắng ấm, tiếng hát quê hương ru dài đeo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt nàng tên cho đất Thái Bình? Từ bao giờ mà trong nắng trong mưa đôi thuyền lên rừng xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế, anh yêu em diễn điên rừng phi lao gió hát, anh đi tâm mát để bay biến đồng châu, anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắt cầu đưa em về đồng cõi. Anh thương em, anh nói em dền đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi để anh thưa, để anh thưa đưa em về quê mình, cùng trồng lúa, cùng trồng đay, cùng dệt vôi, cùng đan mây. Tay anh trổ vàng, tay em chạm bạc, làm giàu cho quê hương Thái Bình ta đó mà anh yêu thương. Xin cả nhà cho một tràng pháo tay nữa được không ạ? Vẫn hơi run ạ. Và xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Quê hương du dài theo sóng, Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt đến cho đất Thái Bình từ bao giờ, mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi yêu em diễn điên rừng phi lao gió hát, anh
biến Đồng Châu, đánh qua con sông sâu, sông sâu đã bắt cầu đưa em về đồng cõi, anh thương em anh nói, em dệt đôi chiếu hoa cho anh trai giữa nhà, mời thầy về sáng chơi để anh thưa, để anh trồng chay cùng dệt cõi cùng đàn mây, tay anh trổ vàng tay em chạm vàng, làm giàu cho quê hương Thái Bình ta đó mà anh yêu thương. Cùng trồng lúa cùng trồng chay cùng dệt cõi cùng đàn mây, tay em trổ vàng tay anh chạm vàng, làm giàu cho quê hương Thái Bình ta đó mà anh yêu thương. Miền quê đó Thái Bình đẹp con. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Rất nội lực, đúng là một cầu thủ tuyệt vời. Có đúng là thành viên đội bóng của mình không? Vâng ạ, thành viên đội bóng vừa rồi. Anh hay đá vị trí nào? Em hay đá tiền đạo. Tiền đạo à? Một tuần tập mấy buổi? Tuần tập 2 buổi anh ạ. Tuần tập 2 buổi, mỗi một trận đấu thì anh có thường ghi bàn không hay là thỉnh thoảng mới ghi bàn đấy? Thỉnh thoảng thôi ạ. Thỉnh thoảng mới ghi bàn thôi à? Vâng. Các bạn ơi, anh ấy tiền đạo có xuất sắc không? Ai là thủ môn? Vừa anh, tiền đạo vừa thủ môn à? Cái anh bạn béo béo đấy, anh Khởi đấy ạ. Khởi béo đấy ạ. Anh Khởi béo là thủ môn à? Một lần nữa xin cảm ơn đội bóng Blazen, cảm ơn bạn Lan rất nhiều, bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thưa quý vị, ở trên tay của Văn Thắng bây giờ thì đã có một số đăng ký của rất nhiều các anh chị rồi, bởi vì không khí chúng ta đang bắt đầu vui hơn, đang nóng dần hơn. Dần dần thì sau chương trình văn nghệ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình khiêu vũ, remix, disco. Và Văn Thắng biết rằng là những bà con, các anh chị đến từ Blazen là chúng ta rất yêu văn nghệ và đặc biệt là nhảy múa thì vô cùng cháy bỏng nữa. Kính thưa quý vị, và bây giờ Văn Thắng xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiếng hát Ngọc Anh trong nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông. Xin mời giọng ca Ngọc Anh. Cảm ơn. Lần đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới gia đình nhỏ của bạn Quang Cường Mai Anh một lời chúc sức khỏe, một lời chúc hạnh phúc. Cũng xin chúc được xin phép được chúc tất cả các quý vị có mặt tại hội trường ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và một buổi tối vui vẻ, đầm ấm và một bữa ngon ngon miệng chia vui cùng hai bạn Quang Cường, Mai Anh. Và sau đây một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, bài hát Nỗi Nhớ Mùa Đông xin được gửi tới các quý vị. Dường như ai đi ngang qua, gió mùa đông bắc se lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng như cảnh buồn xưa ấy, chiều nay cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành du lạc mình vậy, vừa như mùa đông đã về.
dường như ai đi ngang cửa gió mùa đông bắc xe lòng chút lá thu vàng đã rụng chiều nay cũng bỏ ta đi nằm nghe xôn xao tiếng đời mà ngỡ ai đón nói cười bỗng như cảnh buồn xưa ấy chiều nay cũng bỏ ta đi làm sao về được mùa đông dòng sông đôi bờ cát trắng làm sao về được mùa đông để nghe chuông chiều xa vắng thôi đánh lòng mình quẩy vờ như mùa đông đã về làm sao về được mùa đông dòng sông đôi bờ cát trắng làm sao về được mùa đông mùa thu cây cầu đá gãy thôi đánh du lòng mình quẩy vờ như mùa đông đã về thôi đánh du lòng mình quẩy vờ như mùa đông đã về. Xin cảm ơn. Một giọng ca như một lời tự sự, một ca khúc rất đằm thắm của nhạc sĩ Phú Quang. Bây giờ thì Văn Thắng xin tiếp tục chương trình với quý vị đây ạ. Và bây giờ để liên tục cho chương trình văn nghệ đêm nay, xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiếng hát Kim Quế trong nhạc phẩm Em Chọn Lối Này Cơ. Xin mời Kim Quế nào. Trước khi mà chúng ta thưởng thức ca khúc Em Chọn Lối Này, bây giờ xin mời Quang Cường, Mai Anh sẽ cùng với người thân của gia đình đi mời rượu toàn thể hôn lễ. Trong ngày tiệc báo hỷ hôm nay, chúng cô dâu chú rể sẽ đến tận nơi, đến từng bàn để gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Và bây giờ xin mời chị Kim Quế ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị rất xứng đáng để nhận những bông hoa tươi thắm này từ phía các cháu. Đây là một bài hát rất là khó và có lẽ lâu lắm rồi thì lại được nghe ở đây. Xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Thưa quý vị, đến với chương trình lễ báo hỉ hôm nay của Quang Cường và Mai Anh cũng còn có rất nhiều các bạn trẻ nam nữ thanh niên nữa. Vừa rồi thì nghe rất nhiều những ca khúc về quê hương đất nước, những ca khúc từ lâu đời rồi. Hôm nay chúng ta lại được sống lại. Thì bây giờ xin được giới thiệu đến quý vị một giọng ca vô cùng trẻ trung và tuyệt vời, giọng ca của Tony Đạt. Xin mời bạn Đạt. Vâng, alo, lời đầu tiên xin cho Đạt gửi lời chào thân mến đến các cô, các chú và các anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau đây là bài đầu tiên của Đạt muốn gửi đến anh chị cũng như cùng tất cả mọi người. Bài hát có tựa đề là Bức Thư Tình Đầu Tiên ạ. Anh đã mơ về
trong những ngọn đèn vàng. Anh nhớ gửi đến em và người ơi, anh mới môi sang tình duyên, mắt anh kiếm tìm, đôi tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đó. Cảm ơn bạn Tony Đạt rất là nhiều nha. Quý vị ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một ca khúc nhẹ nhàng mềm mại. Nhưng sau ca khúc này thì chúng ta sẽ đến với remix, có đồng ý không ạ? Blazen, mọi người đã đến đây là phải nhảy hết mình và cháy hết mình. Và trước khi đến với chương trình remix thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với một ca khúc Bolero, Bolero, bài hát Chờ Đông. Và Văn Thắng xin gửi tới các chị và các bạn bài hát nhẹ nhàng này trước khi đến với remix được không ạ? Ok, bài hát Chờ Đông, xin mời quý vị cùng thưởng thức và tặng thưởng cho Văn Thắng một tràng pháo tay đi ạ. Xin cảm ơn. Trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông gió mang anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Tình lại buồn hay sao khi ta đã nguyện trọn đời yêu nhau, dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hương hờ, và dù năm tháng phôi pha, dù cho những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không ngu sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Thank you.
lại thật gần bên tôi, cho em nở một nụ cười tươi xê. Dù cho những đêm trong thanh đầy mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Dù cho những đêm trong thanh đầy mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu lấy tay anh nào. Bây giờ các anh chị và các bạn, chúng ta lên sàn nhảy cháy hết mình được chưa? Bây giờ đây mic nhá. Nào, xin mời tất cả các anh chị và các bạn, chúng ta sẽ đến với đây mic. Yeah, cảm ơn em. Cảm ơn chú rể rất đẹp trai của Kalovi Vari Potuchki. Hôm nay Văn Thắng ở đây gặp gỡ lại rất nhiều các cô dâu chú rể đã do công ty sinh kế Văn Thắng tổ chức, và hôm nay các bạn đã có mặt ở đây rất là đông đủ. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn, các anh chị và các bạn sẽ cùng lên sàn nhảy được không? Yeah, come on, lên đi nào. Hey, hey, lên đi. Xin mời tất cả các anh chị và các bạn, phần lớn hơn chúng ta cùng lên sàn nhảy đi. Come on. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời. Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời, và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mới sớm mai, khi thức dậy, em nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu anh, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rồi. Hey, come on. Nào, xin mời các chị và các bạn cùng ra sàn để đi nào. Come on. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời. Cầm tay bước đi, tình yêu cất lời, và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy, em nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu anh, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rồi. Hey, come on, lên lên. Nào, xin mời tất cả các chị và các bạn, chúng ta sẽ cùng ra sàn nhảy và cháy hết mình đêm nay đi ạ.